Hello cả nhà, video này Nhiên xin dành tặng cho các bạn chưa được biết đến dịch vụ Hostopepa. Thì Hostopepa là một trang mạng để tìm kiếm và đặt hẹn các dịch vụ liên quan đến làm đẹp như là làm nail, cắt tóc, nối mi, triệt lông, spa, massage và các thẩm mỹ viện. Thì khi mà mình đặt hẹn trên đây đó là mình sẽ được tích tích lũy điểm lại và mình có thể dùng cái điểm này để mà trả trả tiền cho cái những lần dịch vụ sau mình sử dụng. Mình được tạo một cái tài khoản miễn phí ở trên đây ha, và mình có thể đặt lịch hẹn hoặc là hủy lịch hẹn ở trên đây luôn, không có cần phải điện thoại cho salon trực tiếp cũng được. Bạn chỉ cần làm theo các bước như là Nhiên hướng dẫn là sẽ có ngay một cái tài khoản trên Hostel Pepa, và mình có thể tìm những cái salon theo ý thích của mình hoặc là theo cái giờ thuận tiện của mình ha. Nếu như mà mình lấy hẹn rồi mà mình đi không được á, thì nhớ là hủy hẹn nha, để salon họ có cơ hội tìm được khách mới. Chúc cả nhà luôn xinh đẹp tự tin. Bye bye, hẹn gặp lại.